Xin chào, chào tất cả anh em đã đến với kênh Phạm Tâm Vlog. Ở video này, mình chia sẻ cho anh em thủ thuật tạo hiệu ứng từ ngữ trên Messenger. Tức là khi anh em nhắn tin cho một người khác, những từ ngữ mà anh em nhắn tin, nó sẽ xuất hiện nhiều cái biểu tượng rất là thú vị do chính mình cài đặt. Nếu anh em thấy thích thì mở điện thoại lên và cùng mình thực hiện nghe anh em. Rồi, bây giờ anh em mở Messenger lên và tìm một cuộc trò chuyện bất kỳ. Mình sẽ nhấn vào cuộc trò chuyện với chớp mi. Anh em nhấn vào biểu tượng chữ Y ở đây. Tiếp tục anh em sẽ chọn hiệu ứng từ ngữ. Rồi, ở đây nó có vài cái hiệu ứng mà nó mặc định nghe anh em. Để thêm cái hiệu ứng từ ngữ theo ý của mình, thì anh em chọn vào cái chỗ là thêm từ hoặc cụm từ. Mình sẽ thêm một vài hiệu ứng ở đây. Thứ nhất là mình sẽ viết cái chữ con mèo. Rồi anh em nhấn vào biểu tượng ở đây. Để chọn một cái biểu tượng phù hợp, mình sẽ chọn hình con mèo. Chọn xong rồi anh em nhấn vào mũi tên ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm một từ ngữ nữa. Mình sẽ thêm cái từ là con gà. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào biểu tượng ở đây để tìm một cái biểu tượng khác phù hợp. Mình sẽ tìm đúng cái con gà. Tiếp tục anh em nhấn vào mũi tên. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm một cái từ ngữ nữa nha anh em. Mình sẽ viết cái từ là con bò. Anh em lại nhấn vào biểu tượng ở đây. Bây giờ mình sẽ tìm cái hình con bò nha anh em. Tiếp tục anh em nhấn vào mũi tên ở đây để chọn. Rồi, vậy là xong anh em. Mình đã tạo ba cái hiệu ứng từ ngữ. Bây giờ mình chở ra. Tiếp tục chở ra. Rồi, bây giờ mình sẽ nhắn tin thử nha anh em. Thứ nhất mình sẽ nhắn cái từ là con mèo. Chọn gửi. Đây, có hình con mèo xuất hiện nha anh em, rất là thú vị. Tiếp tục mình sẽ nhấn cái chữ là con gà. Chọn gửi. Đây, có hình con gà xuất hiện nha anh em. Tiếp tục mình sẽ chọn cái từ là con bò. Anh em chọn gửi. Xuất hiện những con bò rất là thú vị và đẹp mắt nha anh em. Rồi, vậy là đã thành công nha anh em. Anh em có thể tạo rất là nhiều hiệu ứng từ ngữ theo ý thích của mình. Và anh em lưu ý cho mình là khi hai người đang nhắn tin trực tiếp thì nó mới xuất hiện từ ngữ hiệu ứng này nha anh em. Rồi, mình dừng lại nội dung video ở đây. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.